Xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp tục mình quay với chủ đề năng lượng mặt trời. Video này là dành cho anh em mới nha. Anh em muốn đầu tư thì trong khuôn khổ video hôm nay mình sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trước khi chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đầu tư một cái hệ năng lượng mặt trời để đảm bảo là cái đem lại cái hiệu quả cao nhất cũng như đáp ứng được cái nhu cầu điện của gia đình mình. Anh em không phải bỏ tiền oan, mất tiền oan. Đầu tiên á, là xét về cái yếu tố về vị trí đó. Thì nếu mà chúng ta ở miền Nam giống như mình ở Cà Mau thì nắng quanh năm, gần như là nắng quanh năm, chỉ có một vài tháng mưa thôi, nhưng mà thật ra mưa thì lúc không mưa nó vẫn nắng, cho nên là dùng rất là hiệu quả. Còn nếu như các bạn ở khu vực phía Bắc, miền Bắc đó, thì cái lượng ánh sáng hàng năm nó rất là ít nha, chúng ta phải cân nhắc vấn đề đó. Chúng ta không thể nào so sánh giữa miền Bắc và miền Nam được, miền Nam sẽ hiệu quả hơn. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta ít có quan tâm, đó là cái vị trí nhà của chúng ta có bị che khuất bởi với nhà kế bên hay không. Ví dụ như hiện giờ là mình đang sống ở thành phố nè, xung quanh mình là đều có những ngôi nhà, nhưng mà rất là may mắn là xung quanh mình đó là những cái nhà thấp thôi, không phải là nhà cao tầng. Còn gặp trường hợp mà chúng ta kế bên là cái nhà cao tầng như thế này thì chúng ta không nên đầu tư đấy, đặc biệt là cái hướng nắng vào buổi chiều mà cặp bên là nhà cao tầng thì chúng ta không nên đầu tư. Nếu mà chúng ta đã lỡ đầu tư rồi mà không may hai nhà kế bên ta xây cao tầng thì cái đó mình phải chịu, cái đó mình bó tay rồi. Còn trước mắt nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh hai bên nhà cao tầng thì chúng ta không nên đầu tư các bạn. Dù cho chúng ta ở có miền Nam đi chăng nữa mà nhà kế bên nó đã che khuất rồi thì bó tay. Rồi, đó là cái vấn đề cơ bản nhất mà chúng ta cần phải nắm được. Còn nói về vấn đề kinh phí thì đây là một cái vấn đề mà anh em rất là quan tâm. Có nghĩa là đầu tư bao nhiêu để sử dụng cho cả nhà ổn, rồi đầu tư như thế nào, liệu nó có bền hay không, rồi đặc biệt là cái hiệu quả mang lại. Chẳng hạn như là bây giờ nói về cái hiệu quả trước đi nha. Nếu mà chúng ta mua cái tấm pin rồi cái con bám tải về chúng ta xài để giảm tiền điện vào ban ngày thì chúng ta phải cân nhắc. Nếu mà chúng ta đi làm, con cái thì đi học, ban ngày ít dùng, mà chúng ta dùng cái cách đó thì nó không hiệu quả. Bám tải là chỉ dành cho những cái cơ quan xí nghiệp, những cái nhà mà sử dụng điện ban ngày nhiều, họ mở cái cửa hàng gì đó, nói chung là ban ngày sử dụng điện nhiều thì chúng ta dùng cái cách đó nó mới hợp lý. Còn nếu như ban ngày mà chúng ta dùng điện ít, mà chúng ta dùng cái cách mình gọi là bám tải thì không hợp lý đâu các bạn. Còn lưu trữ thì nó cực kỳ tốn kém. Giống như gia đình mình hiện giờ là đang sử dụng là chín tấm pin, nhưng mà mình á đầu tư không phải là cùng một thời điểm mà mình đầu tư dần dần. Ở đây mình cũng nói luôn là tổng cái bộ của mình là chín tấm pin, con biến tần Summary 6200W và cái khối ắc quy 180A 48V của mình đó. Thì đến thời điểm này mình đầu tư là 70 triệu đó các bạn. Thì tại vì cái thời điểm trước đó mình mua những tấm pin này cực kỳ đắt. Mình mua ở Cà Mau thời điểm dịch Covid thì 5 tấm đầu tiên mình mua tới 3.560.000 một tấm. Cặp thứ hai này mình mua ngoài Bắc gửi vào thì một cặp mà chỉ có 5 triệu 8. Còn mới đây mình mua một cặp dưới kia nó có trên dưới 4 triệu thôi. Đấy. Thì trước đây mình mua thời điểm nó giá cao cho nên là nó tới 70 triệu. Còn bây giờ nếu các bạn đầu tư giống cái hệ của mình thì cũng trên là tầm khoảng 60 triệu thôi. Không nhiều lắm đâu. Khi chúng ta mua tấm pin rồi á, không phải đơn giản là chỉ có tấm pin không đâu các bạn. Nó còn có rất là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Nếu mà chúng ta không tính kỹ á, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều chi phí. Ví dụ như một tấm pin như thế này thì mỗi một tấm pin nó phải gánh những cái chi phí, ví dụ như là đây cái khung nhôm các bạn, cái khung nhôm để đảm bảo là chúng ta để trên máy tôn nó không bị rỉ sét, rồi kẹp nhôm. Tại sao mình không dùng bằng kẽm bằng sắt mà chúng ta dùng bằng nhôm? Vì bằng nhôm á, thì nó sẽ không có bị rỉ sét nè, nó sẽ bền với thời gian, đặc biệt là nó không có hại tấm tấm tôn chúng ta. Nếu mà chúng ta mua cái loại mà kẽm, chúng ta để trên này một thời gian á, nó rỉ sét làm cho tấm tôn chúng ta sét luôn, nó làm cho hư cả cái tấm tôn luôn, thì cái đó là vấn đề cực kỳ quan trọng các bạn. Còn cái việc mà mình giải thích tại sao mình không dùng cái cách mà mình gọi là làm cái khung để mà đúng đón đúng cái hướng của mặt trời. Nếu mà áp mái như thế này đây các bạn nè, nếu áp mái như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tấm pin chúng ta che đi cái phần tôn, nó sẽ giúp cho cái tôn chúng ta mát đi rất là nhiều, nhà chúng ta mát đi rất là nhiều. Còn chúng ta lắp cái dàn khung bằng kẽm nha,
nó vừa hại cho cái máy tôn chúng ta. Chúng ta đem sắt đem kẽm lên chúng ta hàn, nó rơi nó rụng ở trên tấm tôn chúng ta, nó bị sét. Rồi cái khung đó một thời gian sau nó cũng bị rỉ sét, nó sẽ làm cho cái máy tôn của chúng ta một thời gian sau là chúng ta phải thay đó. Đó là chưa kể đến vấn đề là thời tiết gió thổi, chúng ta phòng lo sợ là nó không biết nó có bị bay hay không, nó có bị vỡ hay không, nó có bị bể hay không, vân vân, và còn rất là nhiều yếu tố khác. Thì lấy cái chi phí mà chúng ta làm cái khung, làm cái sườn, thì chúng ta có thể mua thêm một tấm nữa để chúng ta bù vào cái hiệu sức kém do áp mái. À, chỉ có mấy ông Việt Nam mình đó thì mới mới chế cái kiểu đem khung sắt lên máy tôn mà nghiêng qua ngã lại đúng cái hướng thôi. À, còn đó, mình làm ở mái nhà thì tốt nhất mình cứ áp mái đi. À, thì cái hiệu suất nó có giảm một tí nhưng mà không sao cả. Rồi thì đó là cái vấn đề về cái tấm pin mà mình muốn chia sẻ. Ngoài vấn đề đó ra nha các bạn, mình đầu tư tiền mình mua tấm pin rồi, mình mua ra tiền mình đầu tư cái miếng tần cũng như ắc quy rồi, nhưng có những cái vấn đề rất là nhỏ khác mà các bạn không quan tâm thì cái hiệu suất nó cũng không cao. Ví dụ như các bạn lắp trên mái nhà rồi mà cả một năm các bạn không trèo lên thì thôi, cái hiệu suất nó cực kỳ giảm luôn các bạn. Ở đây là mình kéo sẵn cái ống nước đó, đây là cái ống nước của cái máy rửa xe mình kéo sẵn lên trên mái nhà luôn này. Là một tuần, ít nhất một tuần mình phải xịt rửa một lần. Nếu các bạn không xịt rửa cái tấm pin nó dơ cực kỳ luôn các bạn. Cái này là hôm qua mình mới rửa nè, mình mới rửa hôm qua mà nó vẫn còn chưa sạch, phải nói là chưa sạch hoàn toàn các bạn đó. Mà trong khi đó là một tuần là mình rửa một lần đó. Mình xịt rửa xong rồi mình còn xịt thêm cái máy tôn nữa, vân vân. Thì nói chung chúng ta phải, đã chơi thì chúng ta phải thường xuyên leo nóc nhà, ít nhất là phải nửa tháng một lần để chúng ta vệ sinh. Còn chúng ta không vệ sinh thì hiệu suất nó cực kỳ kém. Rồi đây những cái kẹp pin nè, những cái kẹp thoát nước nè, đây mình dùng cả hai loại kẹp nhựa và inox luôn để giúp cho cái quá trình thoát nước của cái tấm pin chúng ta nó tốt đi rất là nhiều. Bởi vì mình đang dùng cái mình gọi là áp mái nè, thì lúc đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái kẹp thoát nước, cái độ nghiêng nó không có cao. Chúng ta dùng kẹp thoát nước thì nó sẽ giúp cho cái tấm pin của chúng ta không có bị ố vàng ở những cái vị trí dưới của tấm pin. Rồi của bền là do người nó, chúng ta mua miếng tần, chúng ta mua ắc quy về chúng ta xài thì ít nhiều chúng ta phải có một kiến thức. Thì ngày xưa mình dùng là dùng từ cái hệ nhỏ, hệ 12V, vài tấm 100W, rồi 300W vân vân. Mình mua, mình dùng, mình tích lũy kiến thức, sau đó mình nâng lên là hệ hybrid, cái thằng Sigatech 2,4 kg 24V. Mình dùng được 2 năm, mình thấy hiệu quả quá, bây giờ mình quyết định là đầu tư lớn luôn để sử dụng cho bếp từ nè, rồi ba cái máy lạnh ở nhà mình. Đấy, chín tấm này các bạn thấy là mỗi một ngày nó tạo ra được khoảng 18 cái điện. Thì buổi trưa mình dùng cái máy lạnh ở phòng khách là suốt luôn để cho cả nhà mát và vẫn dư điện nạp vào ắc quy. Nói chung là khi chúng ta biết cách tính toán thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì trong cái video này chủ yếu là dành cho anh em mới thôi các bạn, dành cho các em mới thôi. Còn anh em nào đã biết rồi thì chúng ta sẽ thấy cái điều này rất là bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà anh em mới thì không biết tính từ đâu, không biết là những kiến thức này có từ đâu thì mình chia sẻ cho chúng ta trong video này. Rồi, dù sao cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm dõi video, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.